8 nè cả nhà, khét, cả nhà thấy khét không? Khét một chút xíu nhưng mà không sao nha cả nhà, nó sẽ giòn ngon. Bây giờ mình sẽ chấm. Hiền sẽ kể cái vụ Hiền thập chạy xe cho cả nhà nha nha. Mà cái nhà như Huyền, từ Huyền là lần đầu tiên Huyền tập chạy xe cái nhà. Huyền tập chạy xe mà lúc đó Huyền đang tập chạy xe cái ngay cái chỗ mà cái chị đó, ngay cái sạp của chị đó bán rau cải đi. Chào ai nữa? Mình xin chào các bạn. Đúng rồi. Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Như Huyền có đùi gà KFC tự chiên ở nhà luôn nha cả nhà. Huyền mua về Huyền tự chiên nha cả nhà. Và mình hôm nay mình có nho tráng miệng. Nay gia đình của Huyền có miếng một mâm siêu to khổng lồ luôn cả nhà. Thấy ghê chưa? Đùi gà KFC. À, mình sẽ ăn trộn chung với mì gói nha cả nhà. Thì hôm nay gia đình của Huyền thì cũng hai mẹ con của Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức cho hai mẹ con của Huyền nha. Bây giờ Huyền sẽ mời cả nhà uống nước cho Huyền nha. Uống nước. Ngon quá. Wow. Siêu ngon luôn. Wow. Đây. Con nha nho cái này nè. Há miệng ra cắt. Cắn đi nhờ. Nhai. Không có được nhảy ra. Nhai. Ăn nho mà nhảy gì nhai. Con gái Huyền không có biết ăn nho dừa vỏ hay cả nhà. Huyền tập cho con gái Huyền nó ăn dừa vỏ. Cái nho này nó rất là ngon luôn. Mình ăn vỏ được bình thường nha cả nhà. Con gái Huyền nó không biết ăn, nó đâm ra Huyền đang tập. Rồi con nhai nuốt đi. Con nhai nuốt. Nè. Xong đây. Đây. Nhai. 4 tuổi rồi mà không biết ăn trái nho dừa dỏ cả nhà. Rồi con cầm đùi gà mời cô chú ăn đi. Mời chú ăn đùi gà nha. Ngay rồi nha. Trước khi mình ăn đùi gà, Huyền sẽ mời cả nhà ăn nho với Huyền nha. Nho rất là ngọt luôn cả nhà. Con 4 tuổi chứ 3 tuổi gì, con 4 tuổi. Nho rất là ngọt luôn cả nhà. Đúng rồi. Con hát chúc mừng sinh nhật cho cô chú nghe cái kìa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Giỏi quá ta. Nghe Diệu Gan hát nguyên cái bài chúc mừng sinh nhật mà mẹ muốn đứt hơi theo luôn, nín thở theo Diệu Gan hát muốn đứt hơi luôn.
Cô chú anh chị thấy Diệu Khang hát có hay, cô chú anh chị hãy cho một like và một đăng ký ủng hộ Diệu Khang nha. Huyền mời cả nhà ăn cái đùi gà KFC với Huyền nha. Huyền chiên nè cả nhà, Huyền tám, Huyền lo tám nè cả nhà, khét nè cả nhà, thấy khét không? Khét chút xíu nhưng mà không sao nha cả nhà, nó sẽ giòn ngon. Bây giờ mình sẽ chấm vào chén tương ớt nha. Con trai Huyền ngồi ăn miếng ngoài nha cả nhà. Thì tổng cộng trong dĩa này là 8 cái đùi gà nha cả nhà. Ủa đâu, 2, 4, 6, đúng rồi 8 cái. Tổng cộng là 8 cái nha cả nhà. Ngon. Ngon không con? Con hát thêm một bài gia đình thương nhau đi. Hát đi. ABC đi. ABC. Mặc sao mình thương Huyền kêu hát gia đình thương nhau, hát hai vợ cái nhà. Huyền mắc tập chạy xe, mắc tập cho con trai Huyền chạy xe đang chuẩn bị vô học hết cả nhà. Con trai Huyền nó chạy xe điện chưa có được á, thì hôm nay giờ Huyền lu bu á, Huyền mắc tập chạy xe cho con trai Huyền. Mà nói tới cái vụ tập chạy xe cả nhà, Huyền nhớ lại một cái câu chuyện hồi lúc Huyền cách đây cũng mười mấy hai mươi năm mày, Huyền cũng tập chạy xe mà Huyền tập chạy xe Honda cả nhà. Huyền sẽ kể cái vụ Huyền tập chạy xe cho cả nhà nghe nha. Mời cả nhà ăn với Huyền nha. Tại vì từ Huyền là lần đầu tiên Huyền tập chạy xe cả nhà. Huyền tập chạy xe mà lúc đó Huyền đang tập chạy xe cái ngay cái chỗ mà cái chị đó, ngay cái sạp của chị đó bán rau cải đi. Cái Huyền chỉ bán rau cải là chỉ cái sạp của chị là ngồi ở dưới cái dốc, còn Huyền thì ở trên dốc Huyền chạy xuống. Huyền thắng không kịp á cả nhà. Huyền tập chạy xe lúc đó Huyền đâu có biết đâu. Huyền đâu có biết đạp thắng ở chỗ nào luôn nữa, lên chạy mà quên đạp thắng cả nhà. Huyền thắng không kịp. Huyền lủi vô cái sạp rau của cái chị đó, cái bà đang khum khum á, bà cái chị đó đang khum khum lựa rau vậy nè cả nhà, cái chị chu cái đất trở lên vậy nè. Cái chị đất đang khum khum lựa, cái Huyền ở trên, Huyền sắn chạy sắn xuống dốc, có Huyền lủi vào sạp rau, chị Huyền lủi ngay chị luôn. Cái chị nó trời ơi trời, chết tôi rồi, ai vậy, ai mà lủi vô tôi vậy, chết tôi rồi. Huyền mắc cười quá trời. Lúc đó Huyền thắng không có kịp, quýnh đó cả nhà. Lần đầu tiên mình tập chạy xe cái mình bị quýnh đó cả nhà, cái không biết thắng ở đâu trơn, không có nhớ cây thắng ở đâu, đạp ở đâu trơn cả nhà. Cái Huyền thả cho nó chạy luôn, Huyền chơi vô cái sạp rau của cái chị đó luôn. Ta nói mà hên, vô cái sạp rau mà hên, cái nó có cái chỗ sạp rau của chị đó, nó có cái hàng cây mé ngay cái sạp rau của chị. Thì Huyền sắn ngay cái sạp rau của chị, Huyền sắn vô ngay cái bụi cây, thì ngay cái hàng cây đó cái xe nó dựng lại luôn cả nhà, xe nó đứng lại luôn. Thì nó có đổ chút xíu rau của chị đó, mắc cười cái ngay đó là rau của chị xẹp hết bên rồi cả nhà, mắc cười quá trời luôn. Đó là lần đầu tiên Huyền chạy xe luôn á. Thì cái mì này là mì hảo hảo rồi cả nhà, mì gói hảo hảo. Huyền sẽ kèm vô đây, Huyền sẽ xếp miếng thịt gà luôn nha, sẽ xếp miếng thịt gà bỏ vô. Chập với rau sống cuốn lại, mình sẽ chấm với chén nước mắm này cả nhà, chén nước mắm chua ngọt siêu cay. Ngon quá, rất là béo cả nhà, béo. Cái mì hảo hảo này nè, trụng xong cái Huyền có chế miếng dầu ăn vô cả nhà, đừng cho nó bị khói cục nữa, béo lắm, có miếng dầu ăn vô nó béo.
tập chạy xe đường trường chạy chưa xong mà lo thả dốc ở trên xuống cả nhà, lưỡi vô người ta mắc cười. Nhưng mà từ lúc đó là trở thì sao là biết chạy luôn nha cả nhà. Ngon quá. Thì mời cả nhà một cuốn mì siêu to khổng lồ luôn cả nhà. Chấm vào đây. Con cỏ dở cao lên em đi con. Dở cao lên. Con dở gì chưa? Tập ăn ngon trái đi nha. Tập ăn nè. Nè con ăn giống y chang như mẹ nhìn này nha nè. Nè nhìn nè, nhìn nè, nhìn mẹ nè. Nhai. Cắm ra mà nhai nè. Nhìn. Nuốt. Tiếp trái nè, nè. Nhai. Rồi nuốt. Nhìn mẹ nè. Mẹ nè. Nhai. Nuốt. Nè tiếp chết đi nha. Ngay. Ngay. Mình nuốt. Nuốt. Dạy con không muốn hết rồi mà. Trời. Rồi nhai. Ngay. Rồi xong rồi nuốt. Nuốt. Nhìn thẳng đây. Nhìn thẳng đó đó. Nè, nghe cho con nè. Huyền ăn hai cái đùi gà, hai cuốn mì nữa cả nhà, siêu to nữa, ngon quá. Gái Huyền ăn nãy giờ mà chưa có hết cái đùi gà nữa cả nhà, nho rồi chỗ này nè, nè ăn đi. Bây giờ như Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Sợ cái video mình nó dài quá, ăn mà hết nhiêu đây á, mấy mẹ con mà ăn hết nhiêu đây á, video dài dữ lắm luôn á. Thì bây giờ hai mẹ con Như Huyền xin kết thúc video. Hai mẹ con Như Huyền cũng không quên xin chúc cả nhà luôn luôn được nhiều sức khỏe và an lành. À, bây giờ hai mẹ con Như Huyền xin bye bye. Bye bye. Bye.